Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wario 1-10-209 nâng cấp hết bài với cái dàn đồ chơi giá trị. Là một cái bản đồ rất đơn giản trên cái chiếc Wario 1-10 bằng việc cải thiện phần hiệu năng cho một vài nâng cấp chất lượng, đi cùng với đó là những tiểu tiết nhỏ được thay đổi bằng ốc roti nó bật trên cái dàn áo kém màu nguyên thủy. Phía trước ta lại rất nhiều món đồ chơi được muốn giới thiệu đến các anh em. Hãy cùng chúng ta chiêm ngưỡng và cụm tới thắng Rainbow Asset để kiểm soát phanh dầu ở cái bánh trước. Kích thước bộ cụm quá lớn nên cái dàn áo phải khoét nhẹ một vài góc để không bị cà cấn. Hãy dùng cái đó, sử dụng một cái đoạn ống dầu trong suốt để làm cái dầu để không lọt khí vào bên trong phần tay thắng. Bên tay thắng đùm hãy dùng cái phần tay con tiếp em. Đã quen thuộc anh em chơi xe nên mình cũng không nói quá nhiều. Còn ở phía sau tay lái là cái cụm tăng tốc đồng hồ để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Sau phần nguyên bản rất nhiều. Bên cạnh là cái cụm công tắc on off cùng với đèn hiệu nhỏ gọn để cụm ga không bị lòi ra bên ngoài bất thẩm mỹ. Cái phần bao tay Barracuda kết hợp với cụ dẹp CNC và dài chú ốc Titan sẽ là một cái điểm nhấn quan trọng cho cái chiếc xe độ này. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy em ấy được trang bị dầu Hells bấm các chậu CNC kết nối với hai dầu Ancho 2bis, 2bis đối xứng kết hợp cùng với đĩa Gaffer kích thước là 285mm. Cái gốc combo hủy diệt này ước tính lấy đi từ người chủ hơn 6 triệu đồng. Điểm nhấn trong gốc này chính là cây bồ 4 Ross đến từ hãng Levin có mức giá khoảng là 10 triệu đồng một cây. Xung quanh còn có những tiểu tiết nhỏ nhỏ được thắt thêm như chẹt nước CNC và chẹt con API. Cái phần giảm tốc sau thương hiệu của Holin tích hợp bình dầu rời nằm ở trên. Đây là phiên bản mới nhất dùng chung cho hai đời Vado và Lip. Cái dòng phục này khá đặc trưng bởi cái tông màu vàng của lò xo không nhầm lẫn khi bắt gặp ngoài đường. Càng thắng sau được thay bằng cái điều Titan là khá nổi bật. Cái chèn chân ở dụng cái mâm Raceboy phiên bản 8 cây của mình dành cho những chiếc Vado X ở dụng hoàn toàn như xin, không cần chế kéo một cái chi tiết nào. Bixit 110, bản độ chưa ai nghĩ đến với cái dàn nhạc giao hưởng gây chết người. Cái chiếc Bixit 110 là một trong những cái dòng xe tay ga thể hiện được cái sự thể thao mạnh mẽ của nhà Honda. Mẫu xe này rất được ưa chuộng ở Hà Lan và các biker tại đây đã lột xác con chiến mã bằng những món đồ chơi kiển gác lên xe. Dẫn chứng là cái chiếc Bixit 110 độ bên dưới. Tay được em nó còn là một cái chiếc Bixit 110 thể thao nữa bởi nó được thuần hóa thành một cái con quái vật hầm hố. Bởi thiết kế ở dàn áo được tạo một ngoại hình toàn bộ đem lại cái sự độc lạ cho người xem. Đi kèm đó là một loạt những món đồ chơi chuyển gác lên xe làm gia tăng thêm cái sự mạnh mẽ, hiệu năng hoạt động. Phần đầu đèn được thiết kế một ốp não là trải dài từ đầu đi xuống đến cái chó đèn với cái sự góc cạnh hợp lý để đem lại cho người ngắm một cảm giác là mê hoặc. Chó đèn zin được tích hợp bằng cái cặp xenon cho ánh sáng là huyền bí khi về đêm. Như tiêu đề mình nhắc đến, hai yếm trước đã được độ lại với cái chỗ biến dạng được tích hợp cái lo để phát nhạc. Trên phần ki đông zin đã được thay thế bằng ki đông nhôm CNC với cái độ sắc sảo là cực cao. Và điều thú vị là ki đông này có thể tăng chỉnh cái độ cao thấp phù hợp với tư thế lái của mỗi người. Do cấu tạo từ nhôm nên nó rất nhẹ. Toàn bộ dụng là ở cam màu xanh. Cụ thể thì bao tay Rizuma, tay thắng đồ chơi cũng một cái sắc màu đỏ. Chúng ta có thể thấy rõ ràng cái bảng điều khiển với nhiều chức năng thông qua những cái núm chỉnh. Trên đó thấy được trang bị cổng sạc USB với cổng SD để phát nhạc. Trong yên xe cũng được trang bị cái lo với công suất lớn để việc truyền tải âm thanh đến mọi người trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều. Bao phủ bên ngoài với lớp kính là cường lực chống nước và va đập. Vài món đồ chơi kể đến ở góc trên, đầu tiên là phục quả đét bình dầu rời cho cái độ nhúng êm ái hơn cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Ống xả thương hiệu của Oval Racing Titan cho ra thứ âm thanh tê tái quy lực. Phía dưới ống xả là cái bộ chống đổ giúp cho hạn chế chạy xước khi té ngã. Một con quái vật với cái dàn giao hưởng gây chết người khi đi ngoài phố của những biker đến từ nước bạn. Cảm ơn bạn giờ nghe được cái tiếp, nhớ like, subscribe.